Em quay trở lại với kênh V9 Road Trip nha. Là mình có một chuyến road trip nhỏ nhỏ Hưng Yên Hạ Long nha. Khoảng 150 cây một chiều. Ok anh em nha. Bắt đầu, let's go. Đi lại có khoảng 30 cây là đường dân cư nhá. Nên thế mình sẽ chọn mode là tiết kiệm và phanh tái sinh cao nhá. Tắt chế độ di chuyển chậm. Mode tiết kiệm để cho xe hoạt động công suất thấp một chút, chứ không đi đường dân cư thì không cần vượt nhanh cho an toàn nữa anh em nhá. Nhiệt độ pin đang là 34 độ C, pin là 94% nhé. Đường di chuyển hợp lý là khoảng 400 cây nhé, thoải mái thôi. Tạc Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương nhé. Giữa đường mình sẽ sạc nhồi một chút để vào cao tốc cho yên tâm nhé. Đây, cái chạm sạc, cái xăng Đồng Quang này. Đây là đường quốc lộ 38B này. Ở đây có hai trụ, một trụ 150 này, một trụ 60 nhá. Ở đây là sẽ có bốn súng nhá. Mình với một bác E34 đang sạc. Đây mình đang sạc nhồi lên 100% này. Cái thời gian sạc nhồi này từ 90 100% nó sẽ mất khoảng 22 phút nhá. Sạc 11 phút được 5 kW nhá. Anh nhận là 23,52 kW này. Đây là thông số của trụ 150 kW anh em nhá. Tổng công suất đấy. Mỗi xe sẽ nhận khoảng 80 kW. Các trạm sạc của VinFast sẽ bố trí ngay các gần đường cao tốc, mặt đường quốc lộ luôn nhé, anh em đi rất là tiện luôn. Đấy. Đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhé, thì mình ra đến cao tốc thì mình sẽ chọn mode lô mồ nhé, bình thường đấy, để cho gia tốc xe nó khỏe, hai là chân ga chân phanh nó rất là nhạy, đi cho an tâm. Mình không có vội vàng thì mình đi không vội vàng thì mình cứ chạy làn thứ ba này thôi, là gần làn rừng khẩn cấp ấy. Chạy tầm 90 km/h cho an toàn. Chế độ khoảng cách thì mình để tối đa nhé, khoảng 80 m nhé. Mình sẽ nhường hai làn ngoài cùng cho các xe khác muốn vượt hoặc họ đi nhanh nhé. Hà Nội Phòng thì chạy rất là phê luôn, anh em có thể chạy 120 km luôn, hai làn ngoài và làn giữa. Nếu anh em chạy 120 m, anh em hãy chạy làn giữa nhé, nhường lại cái làn bên trái ngoài cùng cho các xe khác họ muốn vượt thì vượt nhé. Và mình bật tính tăng ADAS cách tối đa nhé, để giữ khoảng cách an toàn nhé. Anh em đang đi trên cao tốc và muốn vào sạc thì là bên nào, vào những cái điểm trạm dừng nghỉ này. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng này có đến 3 điểm sạc cho anh em luôn nhé. Mình sẽ di chuyển vào cái trạm dừng nghỉ này nhé. Đây là trạm dừng nghỉ V77 Hải Phòng nhé. Đây là trạm sạc đây. Ở trạm sạc V77 này anh em sẽ có đến 10 trụ sạc 60 kW nhé, tổng là 20 súng sạc nhé, tao hồ sạc luôn nhé. À, mình sẽ cắm ở đây mình sạc xong mình đi vệ sinh nghỉ ngơi một lúc mình lại đi tiếp. Mình để chế độ tiết kiệm nhé, đi cho nó khoảng 119 km mình ra đến Hạ Long nhé, đến Cái Răm để ăn mưa hải sản. Thông số là 25 kW cho 100 cây nhá. Tuyến đường đây hiện tại hết khoảng 30%. 2 tiếng mình đã đến Cái Răm Hạ Long nhá. Ở đây có quán bún củ kỳ này rất nổi tiếng luôn, xe rất là đông nghịt luôn. Đấy, anh em thấy không? Di chuyển ra đến bún củ kỳ ở Hạ Long nha anh em nhá. Xuôi là đi thăm một vòng Quảng Linh nhá. À, trước mặt là bảo tàng thang Quảng Linh kìa. Bên kia là cung cá heo nhá. Đó, mấy bãi xe đỗ này anh em này. Rộng lắm. Cục than cốc khai thác ở độ sâu giữa 176 km này, siêu to luôn. Ngày thứ 7 đông lắm. Mô hình xương của cá voi vây xanh. Con này nặng khoảng 50 tấn. Nhớ. Đây là bản đồ dẫn đường của VinFast nhé. Hôm nay mình mới dùng lần đầu tiên, mà thấy rất là chi tiết nhé. Có cả la bàn, la bục nhé. Hiện được cả liên HUD nhé. Đó, em thấy không? Hiện được cả HUD. Đó. Nhìn chưa nào? Hiện được cả đường sẽ như nào? Tạc Go Quảng Ninh nhé, Hạ Long. Ở đây có một cái khá hay là khu vực trung tâm thương mại này
Đây, đâu rồi. Lắp cái trụ mà 30 và 11 rất là hay. Vì anh em khi vào trong trung tâm thương mại này mua đồ ấy thì nó sẽ lâu ấy. Lắp những cái trụ nhỏ, công suất nhỏ này thì thời gian xài nó sẽ lâu, anh em mình vào trong đấy mua đồ ăn uống xong đi ra vẫn là vừa nhá. Đó, mà ở Quảng Ninh rất nhiều trạm sạc, mình check rất là nhiều trạm đấu này nhá. Quán này rất là nổi tiếng luôn, ăn ban đêm ngon cực kỳ luôn. Nhẹ bữa trưa nhẹ với gia đình mình nhá. Ăn nhẹ nhàng này thôi, bữa rót ship nhẹ nhẹ. Đó, ăn trưa tại Hạ Long. Vừa ăn vừa ngắm xe ha. Đó. View cà phê sau biển. Ngay dưới chân cầu Cam Treo này. Đó, quán này chill lắm. View ra vịnh Hạ Long luôn. Nhìn như một Đà Lạt nhỏ thôi. Đó. Bên kia là đồi mặt trời kìa. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip khác nha. Anh em nhớ subscribe, chia sẻ và bình luận giúp kênh nha. Bye bye anh em.